Rồi anh nhắn nhủ nói gì nói không nói tao nghe không rõ giờ nói. Thì nhớ vợ con thương vợ cố gắng làm sao rồi ok được rồi. Buồn nó biết làm sao vậy? Giờ có luân chuyển đồ không hỡi có hả? Ngồi lực lượng mình chốt được dân hộ dân đồ hộ mà nhận khoán rồi ấy, họ có vô trực với mình đoàn Bình Sơn có hả? Chốt này có hả? Còn cái chốt mà 1/3 là không có, là chốt mà 1/3 là được 2 người phải không? Là em quắc với Lựu phải không? Còn đây nãy nó là tên gì tên rồi khó nhớ quá là cái gì? Bà tính này cho giờ nhớ là ở chốt nào? Lò than hả? Là ở quay trạm lò than luôn. Mà sao cái mấy cái cây thuốc rồi mình ông già ông chuyên lại sao biết cây này cái chất này chất kia rồi đỡ bồi dưỡng cơ thể rồi cái đấy. Mình biết vậy thôi chứ chơi nó ham mà. Mình đam mê đúng không? Đam mê đúng rồi. Cái cây hôm mình nhỏ là cây đó mình gọi tên cây gì? Cứ gọi là cây bộ máu á, là bộ máu hả? Còn cái cũ mà cụ nói cụ xăm ấy là cụ đó là cây tên là gì? Tên mình cũng không biết mà. Còn không biết luôn hả? Là biết là nó có chức năng là nó bổ. Ví dụ đi giờ thấy đông bây giờ đông vui rồi chứ mà chút nữa đây là đi hết rồi thấy buồn tậu thiệt chứ. Vắng liền hả? Như mình làm đây là một tháng là công ty trả mình bao nhiêu tiền? Hợp đồng được 5 triệu. Hợp đồng được 5 triệu bán. Là mấy hình thức, hai hình thức anh? Có cái trường hợp nào là cao hơn nữa không? Hợp đồng chính thức là với lại hợp đồng. Hợp đồng chính thức là 5 triệu. Còn hợp đồng chính thức? Không biết là họ bao nhiêu. Không biết hả? Mà họ cao hơn 5 triệu. 7 triệu mấy hả? Nhưng mà thấy bao nhiêu như thấy ở đây buồn quá. Mà đặc biệt là rủi đau yếu rồi hả? Đau yếu rồi. Nay điện thoại rồi gọi được chứ mà đau yếu mà cũng căng vậy đó. Như ví dụ căn bản nó tạm rồi chốt rồi hai người đó. Đúng rồi, nên rụt thừa thí dụ đau mà rụt thừa rồi thôi, đau ốm rồi sốt rồi khổ hả? Như hôm nay có đường đường xe đỡ này như 1/3 không? 1/3 đâu đường xe đúng không? Đừng có đường xe. Thì chốt đây là 1/4 là xe lớn rồi vô được. Chứ 1/3 là chỉ có xe máy thôi, xe máy mà đi cũng khó khăn. Tên này phải có hộ dân. Hộ dân. Chốt đây 3 người á. Một hai người là một hộ dân hả? Là hai người là lăng với ai? Lăng với thơ hả? Thơ nào ấy, thơ lăng người ca. Thơ người ca. Có một hộ dân. Một hộ dân nữa. Hộ dân là bắt buộc là cũng phải vô đây. Thì trực ý như mình trực ở đây. Trực ở như hả? Hộ dân cũng lãnh lương cũng cái nào coi rừng giao khoán á. Tiểu 6 tháng này coi rừng giao khoán á. Đừng ngờ mà ở giữa rừng mênh mông này mà có một cái chốc đây thì bên kia một chốc đó. Tôi thấy mình chắc tôi mà bao nhiêu triệu tôi thiệt tôi thấy tôi buồn quá. Em đi nhiều. Hả? Số lượng em ít mà em đi nhiều á. Đi nhiều hả? Lại. Bây giờ phải thường xuyên rồi trực phải bảo rừng phải giải thôi, mình ở bên kia nó thuận tiện hơn, vui hơn. Giờ ở ngoài nó buồn quá mà. Và máy ở đâu mở mạng được không? Có mở mạng được không? Thua hả? Internet là không có, chỉ có điện không? Điện không? Điện năng lượng mặt trời nữa. Trong đầy đủ điện nước hay đủ rồi. Có giếng nha, giếng mà hơi xa quá, giếng cũng hơi xa chút.
không sao. Ít người không sao. Tắm rồi múc lên thùng. Nếu ít người xuống lấy tắm, còn nấu ăn trở lên một canh là đủ. Người thùng đủ. Đủ ngay. Chứ mà lo cái là đầu yếu á, đầu yếu rồi khắc kẹt. Như từ đây là mình đi học xe hôm nói là từ đây đi ra nhìn xe là có 45 phút, là 30 phút đi xe máy hả? Có đấy. Có đấy hả? Lên ra luôn hả? Thì ý nói mình đường rồi mình đi xe máy ấy, mình đi lên Vĩnh Sơn á, mình ra Vĩnh Sơn á, ra chỗ trung tâm Vĩnh Sơn á là tiếng hồ á, giao hồ. Hôm nói là đi ra đấy, nó đi chạy cỡ bao nhiêu nửa tiếng 45 rồi. Đây mà chạy ra tới đường chính kia mất cỡ 30 phút rồi. Này. Mất 30 phút hả? Đường chính là đi tới chỗ nào, tới đoạn nào? Tới chỗ tìm vô á, chỗ đường Mỹ Tông đấy. Đường Mỹ Tông hả? Nằm ở đoạn nào chứ? Nó nằm ở đoạn ngã ba cây sưng. Ngã ba cây sưng hả? Đường ngã ba cây sưng. Ồ, chạy lên xa mà đúng không? Chạy lên Vĩnh Sơn rất xa. Làm cơm ấy tự nhiên ấy. Xong xong hả?